Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 329 của bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên. Nếu mà mọi người thấy hay có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha, để cho kênh của Lát ngày càng phát triển hơn. Còn nếu như bạn nào mà muốn ủng hộ trà nước thuốc thang các kiểu cho Lát có thể ủng hộ qua các hình thức như là phí Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả các thông tin đó dưới phần mô tả dưới video đó. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nha. <laughs> Hiện tại là 12 giờ gửi Trưa Lát đang giờ nghỉ trưa Lát đi làm về Tranh thủ đọc một chút xíu Hơi buồn ngủ một tí cười đại quan trận hơn nghìn trượng Thoáng cái va chạm với cái động tuyền kim quang Trong nháy mắt nhất thời Không gian phụ cận nhộn nhạo lên từng vòng quang lãng Mà tại trung tâm vụ va chạm Lại càng kịch liệt dao động Trong khoảnh khắc bộ dáng như muốn phá toái không gian vậy phạm thánh kim thân toàn lực thi triển đụng động tuyền kim quang quả nhiên là bá đạo dị thường thoáng cái liền khiến cho quan trận nhìn như huyền diệu dị thường này đều không thể chống lại mảy may hàng lập thấy cái tình hình này trên mặt cũng không lộ ra sắc mặt vui mừng nhưng lập tức thần sắc lập tức vì đó mà biến đổi bởi vì ngay một khắc sau trung tâm quan trận đột nhiên truyền ra một tiếng tim minh vang dội theo đó tám mươi tiểu quan trận thoáng rung lên rồi tức tức vỡ vụn ra tiêu thất không thấy một cổ khí tức phù tiên cái địa đáng sợ từ trong một quan trận phóng thẳng lên cao. Tiếp theo đó, tại ngũ sắc quan hà cuồn cuộn điên cuồng. Một cái ngân thủ quỷ dị từ bên trong quan trận thoát ra, nằm ngón tay thoáng mở ra nhưng lại dễ dàng từ bên trong trung tâm động tuyền kim quang thoát ra. Bộ dáng như đối với uy năng của động tuyền kim quang căn bản không có chút tác dụng nào. Hàng lập cảm ứng được cổ khí tức đáng sợ này thì sắc mặt khẽ bá một tiếng, có chút tái nhợt rồi nói Đại thừa kỳ, không có khả năng, giới này căn bản không thể có thiên đại thần thông nghịch thiên giải được. Vừa dứt lời, tiếng nỉ non ở trong quan trận đột nhiên dừng lại, cả tòa quan trận trầm đục một tiếng rồi phản phất như huyễn cảnh mà tán loạn tiêu thức Mở tại trung tâm quan trận lúc này đã xuất hiện một thứ khổng lồ thứ ba bốn trăm trượng. Thứ đồ vật này có hai đầu tám cánh tay, tám cánh, nửa thân dưới như chim. Hai cái đầu nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra chính là khuôn mặt của lôi thú cùng ngư điếm chủ Tám cái cánh phía sau lưng nếu nhìn kỹ lại thì cũng dễ dàng phát hiện ra được lông cánh của chúng. Căn bản chính là sáu cái cánh của lôi thú lúc trước cùng hai cái cánh tay của ngũ sắc khổng tước lúc trước. Càng thêm kinh khủng chính là con thú này, này tuy rằng một thân ngân bạch linh vũ nhưng mà ngoài thân đồng thời lại có thêm thanh âm sấm nổ. Từng đạo hồ quang điện ngũ sắc quấn quanh toàn thân. Dưới lôi quang diễm lệ cùng với hai khuôn mặt dữ tợn của con thú này bộ dáng tương phản quỷ dị vô cùng. Cái đầu của người điếm chủ của con quái cầm mới xuất hiện này hé miệng ra, nhưng lại phát ra tiếng cười hăng hắc bằng một thứ thanh âm quái dị. Bàn tay đang ở bên trong động tuyền kim quang, nằm ngón khẽ động, ngũ sắc hồ quang thoáng cái ào ạt tuôn ra. Sau một tiếng sấm kinh thiên động địa, động tuyền kim quang vậy mà theo đó dễ dàng bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Đứng ở bên cạnh hàng lập, ba cái đầu của Phạm Thánh Kim Thân đột nhiên phát ra một tia hoảng loạn Tiếp theo đó thì kim quan ngoại thân sau khi cuồng thiểm vài cái, liền phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Hiển nhiên khi động tuyền kim quan bị phá, nhượng thân là người thi pháp. Kim thân cũng không tránh khỏi bị phản phệ một phen. Cũng may là thân là kim thân pháp tướng, nhưng thương hại này tự nhiên là không đáng nhắc tới. Nhưng cũng chính vì thế mà trong lòng của hàng lập không khỏi lại càng hoảng sợ, lại càng thêm xác định quái cầm trước mắt tu vi đích xác là đã đạt tới cảnh giới đại thừa kỳ bằng không thì cho dù là hợp thể đỉnh phong tồn tại thì cũng không thể nào dễ dàng phá được động tuyền kim quang như thế sau khi trong lòng tự định cơ hội trong ý thức của hàng lập tự nhiên xuất hiện ý đào tẩu hắn tính trải qua trận đánh vừa rồi đối với thực lực của bản thân lòng tin cũng tăng lên rất nhiều đồng thời hắn còn tự nhận còn có đoạn sát thủ chưa vận dụng tới cũng cho rằng có thể cùng đại thừa kỳ đối kháng một trận bất quá sau khi tâm niệm vừa chuyển ánh mắt hắn hướng về tám cái cánh phía sau cự cầm kia nhìn nước qua sắc mặt không khỏi phát xanh một trận con cự cầm này vậy mà lại có cái tám cái cánh đồng thời lại khu xử được ngũ sắc thiên lôi quỷ dị kia tự nhiên độn thuật của nó lại thì lại càng không thể kém chút nào cả nếu dùng tới độn thuật thì hơn phân nửa là không có khả năng thành công đột nhiên thanh năm quỷ dị của quái cầm bỗng nhiên dừng lại trong nháy mắt hàng lập liền có quyết định hai tay của cự vượng rất nhanh liền bấm quyết phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi cánh ống ánh hai cánh khẽ vỗ một cái liền rất nhanh ở phía dưới chân cự vượng liền xuất ra từng khỏa ngưng bạch lôi cầu theo một trận nổ liền tự bạo liệt ra tại bên trong ngưng sắc hồ quang một cái lôi trận thực lớn trống rỗng hiện lên mà hàng lập đang ở trong hình dáng cự vượng lại được vô số đạo hồ quang bao phủ thân hình thoáng cái liền trở nên mơ hồ bộ dáng như muốn lập tức truyền tống mà đi bất quá sau một khắc sắc mặt hắn lại đại biến cái đầu lôi thú của quái cầm phía dưới đột nhiên phát ra một tiếng tim minh Tiếp theo đó, tám cái cánh đồng thời vẫy nhẹ một cái. Một cổ pháp tắc chi lực khổng lồ từ trên thân thể thoáng cái liền đem phương viên hơn 10 dặm trong nháy mắt công phu bao phủ lại. Cơ hồ cùng lúc đó, quang mang dưới chân cự vượng chợt vụt tắt, truyền tống trận lập tức đình chỉ lại. Hàng lập hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này cái đầu ngư điếm chủ của quái cầm dùng một loại ánh mắt châm chọc, nhìn lạnh lùng về phía cự vượng rồi nói. Hè, cái đầu lôi thú này ngay cả cùng với lôi thú chân chính ở chân tiền giới có khác biệt một chút ít nhưng mà nó đã được người ta dùng chân linh chi lực quán thể cũng đủ đi thao túng một chút lôi điện pháp tác rồi người dám ở trước mặt ta khu sử lôi điện thật sự muốn tìm chết mà vừa dứt lời cái đầu còn lại của quái cầm lần nữa phát ra tiếng tim minh chối tay nhất thời từ lôi trận phát ra lôi âm thật lớn truyền tới hơn nữa hơn 10 đạo hồ quang thô to phát ra thanh âm đùng đoàn từ đó mà bắn tới phản phất chớp động một cái liền đem cự vượng suốt kỳ bất ý vây kín lại ngay sau đó thanh âm bạo liệt nổi lên toàn bộ ngân sắc hộ quang đồng thời bạo liệt mà khai thiên đoàn điện quang trong nháy mắt đem thân thể cự vượng bao phủ vào trong đó sau một khắc một tiếng trống to từ trong miệng kim sắc cự vượng phát ra Ngân sắc điện quang trong nháy mắt bị xuyên thủng hàng ngàn lỗ hổng cuối cùng cũng tán loạn tiêu thất nhưng cự vượng vừa mới thoát ra khỏi sự trói buộc của lôi điện không chút chần chờ thân hình liền cấp tốc lăn một vòng, đồng thời thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, liền hoàn nguyên nhân hình lúc đầu. Thân hình của Hàng Lập nhoáng lên, tựu một lần nữa đứng dậy, liếc mắt nhìn nhìn xuống cửa cầm phía dưới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng mà ngay một khắc sau, hắn bỗng nhiên thở dài một hơi, một tay khẽ nhoáng lên, lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm một thanh kim sắc tàn nhận, đồng thời áo bào tay kia khẽ rung lên. Nhất thời thanh âm ông Minh nổi lên, hơn một nghìn đạo kim hoa từ trong tay áo ào ào tuôn ra, chính là những tân phệ kim trùng biến dị kia. Những phệ kim trùng này vừa mới bay ra khỏi tay áo bào, bước quá cũng chỉ tầm ngón cái. Nhưng sau khi xoay quanh hàng lập vài vòng, liền biến lớn tầm nắm tay. Hơn một nghìn con vây quanh thân hình của hắn, từ xa nhìn lại đích xác là có chút kinh khủng. Lúc này một đạo hắc khí từ phạm thánh pháp tướng một bên cũng đồng thời thoát ra, chợt lóe lên liền nhập vào trong thân thể của hàng lập. Còn phạm thánh kim thân thì theo một tiếng trầm đục mà hóa thành điểm điểm kim quang trống rỗng tiêu tán. Sau một khắc, sau lưng của hàng lập kim quang chợt lóe, một cái hư ảnh phạm thánh pháp tướng lại lần nữa hiện ra. Cùng lúc đó, một đạo thanh ảnh cùng một đoàn bạch quang cũng quỷ dị nhoáng lên, cũng theo từ trên người của hàng lập mà thoáng hiện ra. Phân biệt là một gã hàng lập với nước da màu xanh, cùng một bạch y nữ tử dung mạo mỹ lệ. Đây chính là linh tiên chi thể cùng với thông linh khôi lỗi oa oa. Hàng lập cầm kim sắc tàn nhẫn ở trong tay, hướng về phía trước người hoành một cái mà không biểu tình nhìn cự cầm phía dưới hả phải kim trùng? Cô là thành thục thể nữa hả? đạo hữu quả nhiên sở hữu không ít đoàn sát thủ đó nha nhưng đạo hữu thật đúng là cho rằng hơn một nghìn con phi trùng này lại có thể làm gì được ta hay sao <laughs> nếu là ngươi có dạng con phi trùng này thì có lẽ ta còn sợ hãi ba phần nhưng chỉ bằng vào những thứ trước mắt sau <laughs> cái đầu ngươi điếm chủ của quái cầm truyền ra thanh âm cuồng tiếu nhưng mà lại tỉ mỉ nhìn lại thì có thể phát hiện ra được ánh mắt của người điếm chủ ngoài mặt thì càng rỡ nhưng hai mắt lại nhìn chồng chọc phục khẩu kim sắc tàn nhẫn trong tay của hắn vẻ mặt mơ hồ có một tia nghi sắc tuy rằng hàng lập còn chưa tế ra uy năng chân chính của nó nhưng mà thông qua pháp tắc chi lực cảm ứng vị ngư điếm chủ này phản phất nhận ra cái tàn nhẫn này rất không tầm thường cái này tự nhiên không thể thoát khỏi mắt của hàng lập mặt không chút dĩ sắc nhưng trong lòng lại trầm xuống nếu như thế, hắn dự định mượn huyền thiên tàn nhận, đột kích đánh lén một kích. Nhưng xem ra cái chiêu này đã không còn bao nhiêu khả năng thành công nữa. Phần thắng lại giảm đi hai phần. Bất quá đối phương lại không nghĩ ra, trên người của hắn còn có mấy vạn con phệ kim trùng với huyền thiên chi kiếm phong ấn ở trong cánh tay nữa. Với hai thứ này, hắn có thể tìm cơ hội để liệu mạng một kích, cũng không phải là không có khả năng chạy trốn. Dù sao đối phương sau khi dung hợp với lôi thú, tuy rằng tu vi thẳng đường tiến đến cảnh giới đại thừa sơ kỳ tồn tại nhưng không phải là tu vi khổ tu mà có được nên so với đại thừa kỳ chân chính tự nhiên muốn yếu hơn không ít huống hồ nếu hắn thực sự vận dụng huyền thiên chi bảo cùng đối phương tranh đấu nói không chừng lại kinh động tới vị thanh nguyên tử ở minh hà chi địa kia nữa nếu có thể kéo dài thời gian tới lúc cái vị này xuất thủ cứu giúp tự nhiên an nguyên không lo rồi hàng lập trong nháy mắt phán đoán được mất tất cả lúc này đem tàn nhẫn trước người hoành một cái tựu chuẩn bị chân chính toàn lực buông tay cùng đối phương quyết tranh cao thấp quái cầm ở phía dưới thấy vậy hai cái đầu đồng thời dương lên phân biệt phát ra thanh âm tiêm minh sắc nhọn cùng âm thanh cuồng tiếu hai loại thanh âm một cao một thấp âm dương trầm bổng đang vào nhau làm cho người nghe toàn thân phát lạnh cùng lúc đó tám cái cánh của cự cầm đột nhiên hung hăng vẫy một cái ngoài thân ngân sắc linh vũ thoáng cái dựng đứng hết cả lên. Theo một tiếng lôi âm kinh thiên động địa mà hóa thành ngàn vạn đạo ngũ sắc hồ quang, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng phóng đi. Những hồ quang này vừa mới ly thể, bước quá chỉ cỡ cánh tay, nhưng sau mấy cái chớp động liền biến to cỡ cái vại nước, mỗi một đạo đều có độ lớn tới mấy trăm trượng. Trong lúc nhất thời, lôi âm phóng thẳng lên chín tầng trời, hơn phân nửa trong không trung đều là ngũ sắc điện quang chớp động không thôi. Một cỗ lôi điện pháp tắc to lớn tràn ngập toàn bộ hư không. Ngay cả hàng lập không biết đã trải qua bao nhiêu đại tràng diện Bây giờ mắt thấy cái thứ ngũ sắc lôi điện cuồng bạo như vậy Trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ Nhưng ngay lập tức trong mắt hắn hàng quan chợt lóe Một tay bắt đầu niệm chú Một tay muốn đem tàn nhẫn trong tay tế ra Nhưng chính vào lúc này Sự tình của hàng lập trăm triệu lần không nghĩ tới đột nhiên xảy ra Từ trong ống tay áo của hắn đột nhiên truyền ra một tiếng viên hầu đề minh Thanh âm gấp gáp hầu to theo đó, một đạo hắc quang từ bên trong một cái linh thú hoàng màu đen bắn ra, sau một cái chớp động liền xông thẳng vào bên trong lôi điện lĩnh vực. Một màn này cũng khiến cho sông đầu cự cầm kia cũng vì đó mà ngẩn ra. Khi hắc quang vừa thoát ra, sau một khắc linh thú hoàng liền bị trăm đạo điện hồ xuyên thủng mà qua. Trong nháy mắt liền bạo liệt vỡ ra. Một đoàn hắc khí bỗng nhiên hiện thân ở bên trong lôi quang, mặc cho vô số điện hồ bổ lên, hắc khí liền quay tích một vòng, đem tất cả điện quang hấp nạp hầu như không còn bộ dáng như không mảy may thương tổn. Cự cầm hai đầu thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, đưa bàn tay màu bạc hướng về đoàn hắc khí hư không một trảo. Hơn ngàn đạo hồ quang hơi chút vặn vẹo, sau một tiếng nổ liền ngưng tụ thành một đại thủ ngũ sắc ở phía trên đoàn hắc khí. Đại thủ rung lên, vô số điện quang như những sợi tơ ở mặt ngoài kích động không thôi. Lấy thế lôi đình nhất kích đánh xuống, đem hắc khí tóm vào trong tay. Năm ngón tay khẽ bóp, lôi quang lập tức đại phóng ra chối loà cự thủ tính dùng một trảo này cường bạo đánh tan đối phương nhưng từ bên trong đoàn hắc khí lại phát ra một tiếng hống đầy tức giận theo đó từ hắc khí chợt kích bắn ra một đạo huyết quang chợt lóe lên liền xuyên thủng cự trảo ngay sau đó một cảnh tượng quỷ dị liền xuất hiện cự thủ do lôi quang ngưng tụ thành sau khi huyết quang chợt lóe liền giống như gặp phải khắc tinh liền tán loạn tiêu thức hắc khí một lần nữa khôi phục lại tự do cũng lập tức tại chỗ ngưng tụ lại, huyển hóa thành một tiểu hậu đen nhánh, chính là đề hùng thú. Bất quá lúc này đề hùng thú, tính cách của nó rõ ràng khác hẳn với lúc bình thường. Nó nhìn chầm chầm vào cự cầm hai đầu phía dưới, không ngờ vẻ mặt đích xác là vui mừng cùng hưng phấn dị thường. Không đợi cho hàng lập dùng thần niệm thôi động, mà nó liền đột nhiên bạo hống một tiếng. Ngoài thân lưu chuyển khắc quan một trận, hình thể đột nhiên cuồng trướng hóa thành một con cự viên cao hơn 30 trượng. Tiếp theo sông mục của con thú này lóe ra huyết quang Hai nắm quyền nhoán cái Liền lớn tới nửa trượng Đột nhiên vũ mạnh lên bộ ngực đen rậm trì một cái Trong phút chốc Lông mau toàn thân nó thoáng dựng đứng cả lên Trên đầu mọc ra một cái sừng quái dị Răng nanh thì lộ ra ngoài Mà hóa thành một con cự quỷ có ba mắt Ngoài ra sau lưng của nó Còn mọc thêm ba cái gai xương đen nhánh Âm khí bức người Đáng sợ dị thường Hả? Hành thú vừa thấy rõ bộ dáng biến thân của đề hồn thú cái đầu ngư điếm chủ trên cự cầm hoảng sợ phát ra một tiếng kêu to đầy thê lương lôi quang đầy trời chợt vu một tiếng tất cả liền hóa thành vô số điện hồ tụ lại hình thành một tấm cự thuẫn chắn ở trước người cự cầm diện tích cự thuẫn tầm hơn trăm trượng độ dày lên tới vài chục trượng bộ dáng vô cùng khủng bố mà bản thân cự cầm đều vỗ mạnh tám cánh ngũ sắc điện hồ cuồn thiểm bao lấy thân hình khổng lồ thoáng cái liền phát ra một tiếng nổ như phích lịch rồi biến mất không thấy bóng dáng ngay sau đó ngoài hơn 10 dặm trong hư không chợt lóe lên ngũ sắc điện hồ thân hình cự cầm không một tiếng động hiện ra cự cầm lại không chút do dự tiếp tục vẫy tám cái cánh ngoài thân lại có điện hồ tuôn trào ra liền một lần nữa muốn dùng thuống di bỏ chạy bất quá lúc này đề hồn biến thành cự quỷ trong miệng gào ra một tiếng rống kinh thiên động địa tựa hồ vô quái cầm đầu tổ mà nổi giận một phen trong lúc gào thét, thân hình cự quỷ một lần nữa lại cuồng trướng tiếp tục to hơn thêm phần nữa. Ngoài thân bỗng hiện ra chi chích các đạo kim ngân phù văn. Con mắt thứ ba vừa động, liền bắn ra một đạo huyết sắc quan trụ. Đạo quan trụ này chỉ phát ra một tiếng xé gió, liền biến mất không thấy bóng dáng. Mà thân hình cự cầm đang mơ hồ muốn đào tẩu phía xa trong lôi quang, cũng chợt lóe lên tiêu thức. Cơ hội cùng một lúc, huyết sắc quan trụ kích bắn hiện ra tại gần nơi đó nhưng vừa mới xuất hiện liền roạt một tiếng giòn tan tự hóa thành một sợi xích đỏ tươi như máu một nửa đầu sợi xích khẽ rung lên Huyển hóa thành một đầu dây cực dài cũng vù một tiếng nửa trước của sợi xích liền biến mất vào hư không sau đó cả sợi xích đỏ phát ra thanh âm 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 mặt ngoài hiện ra từng đạo điện hồ cũng đỏ thẫm như máu huyết liền đột nhiên chấn động thì một tiếng hét thảm truyền ra từ trong hư không theo đó trong nháy mắt sợi dây thoáng cái căng cứng ra bộ dáng như đang kéo một thứ gì đó. Phóc một tiếng, ở điểm cuối nhìn thấy được huyết liên đột nhiên vặn vẹo lắc lư, rồi lóe lên một trận huyết sắc hồ quang. Không ngờ thân hình của cự cầm hai đầu lại bị cường bạo theo từ hư không bị kéo ra. Hai cái đầu của cự cầm phát ra thanh âm cực kỳ hoảng sợ. Thân tình kinh hoàng, tám cái cánh liều mạng vũ động không ngừng, nhưng không chút hiệu quả dưới sự bó buộc của huyết liên. Một thân thần thông lôi điện tựa hồ không thể thi triển mảy may. Cùng lúc này, lôi điện pháp tắc chi lực vốn đang bao phủ toàn bộ không gian đột ngột tan biến không còn sót lại một chút gì cự quỷ do đề hồn thú biến thành thấy vậy thì trong miệng phát ra tiếng cười cạc 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 đầy quái dị không ngờ từ con mắt thứ ba ở giữa trán lại liên tiếp phun ra thêm vài đạo huyết sắc quan trụ nữa tất cả cũng đồng thời quấn lấy cự cầm đem nó triệt để trói lại như cái bánh tét huyết liên đột nhiên khẽ rung động thân hình cự cầm theo đó cũng khẽ rung rẩy lại một lần nữa bỗng tiêu thức không thấy lập tức ở mấy trục trưởng ở phía xa xa trước người đề hùng đột nhiên không gian xuất hiện sự dao động huyết liền cùng cự cầm hai đầu liền hiện ra hai mắt đề hùng chúp lóe huyết quang đưa một đại thủ lông lá đen xì hướng về phía sau lưng hư không một trảo ba cái gai xương ở sau lưng không một tiếng động liền biến mất ngay sau đó trong tay đề hùng chợt lóe hắc quang ba cái gai xương chợt hiện lên nhất nhất bị nó nắm chặt ở trong tay một hồi thượng cổ chú ngữ khó hiểu từ trong miệng đầy hồn truyền ra nguyên là gai xương đang một màu đen tuyền bỗng hiện một loạt kim văn sáng ngời lên có vẻ thần bí dị thường gai xương không có một dấu hiệu mà tự chấn động thanh âm 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 càng ngày càng lớn hơn sau một tiếng phốc thì một tầng sóng quang kim sắc từ trong đó lan ra không gian xung quanh trong nháy mắt bộc phát kim quang kinh người sau một khắc một loạt kim sắc phù văn tương tự trên gai xương bỗng xuất hiện ở trên không trung bay lên lượn xuống vòng vòng. Ngay khi cái đám phù văn này xuất hiện, gai xương trong tay đề hồn bỗng nhiên tản ra một cổ sát khí trùng thiên. Cự cầm hai đầu vừa thấy cái gai xương quỷ dị xuất hiện, nhất thời tiếng tim minh càng lớn hẳn lên. Hai cái đầu đều hiện ra vẻ cực kỳ hoảng sợ, lại càng điên cuồng dãy dụa ở trong huyết liên. Nhưng cho dù thân hình nó chớp động điện hồ lập lòe không ngừng, cùng tiếng gầm rú nhưng vô pháp thoát khỏi cái đám huyết liên này. Ngay sau một tiếng nổ vang lên, gai xương kim sắc liền hóa thành một đạo tinh quang rời khỏi tay đề hùng với tốc độ như chớp giật thoáng cái liền xuyên qua thân hình cự cầm chỉ thấy ngay giữa trán của cái đầu lôi thú bỗng có một cái lỗ thủng cỡ nắm đấm kim quang chói mắt theo cái lỗ thủng cuồn cuộn thoát ra ngay sau đó cái đầu lôi thú liền giống như bị thạch hóa theo đó thanh âm vỡ vụn giòn tan nổ ra cái đầu lôi thú này sau một hồi hiện lên vô số kim văn nhỏ li ti liền theo một tiếng trầm đục mà bạo liệt ra nhưng quỷ dị là những cái mảnh vụn văn tung tóe khắp nơi không phải là huyết nhục, không ngờ là những đoàn ngũ sắc hào quang mờ ảo. Hơn nữa lúc này thân hình khổng lồ của cư cầm cũng theo vết nứt ở cổ cùng những vết trạng kim sắc nhanh chóng lan tỏa khắp toàn bộ thân hình. Đề hồn thấy thế thì xong một chớp lóe dị quan, Hừ lạnh một tiếng rồi trong mũi phun ra một vần hoàng huỳnh quang mờ ảo. Cái đầu ngư điếm chủ trên cự cầm tuy bình yên vô sự, nhưng mắt thấy cảnh vừa rồi đã bị dọa cho tới mức hồn phi phách tán. Dưới tình thế cấp bách, hắn há miệng phun ra một thanh kim sắc đoạn kiếm. Kiếm này chớp lóe hàng quang, rồi liền hóa thành một đạo kiếm quang hơn 10 trượng, hung hăng trảm xuống thân mình. Sau một tiếng hét thảm, cái đầu ngư điếm chủ nhanh như chớp từ trên thân thể khổng lồ của cự cầm lăn xuống một vòng, nhoáng lên một cái liền hóa thành một đạo huyết quang chớp lóe không thấy nữa. Thân hình cự cầm nhanh chóng bạo liệt tan ra, hóa thành vô số ngũ sắc quang điểm bắn tán loạn khắp nơi, nhưng không một điểm thoát khỏi sự trói buộc của huyết liên lúc này thì cái đạo hoàng huỳnh quang cũng vừa gạo rít cuốn tới đem toàn bộ ngũ sắc lôi quang dễ dàng cuốn vào bên trong sau khi lượn một vòng liền quay ngược trở về đề hùng thú há to cái miệng đem toàn bộ ngũ sắc lôi quang nuốt vào trong bụng tiếp theo đó song quyền lại như cái chùi nện lên ngực tỏ vẻ hưng phấn vô cùng đám huyết liên kia sau một tiếng đề minh liền hóa thành điểm điểm linh quang tiêu thất không thấy mà cái gai xương cũng một cái chớp lóe liền quỷ dị xuất hiện sau lưng của đệ hồn thú. Có điều lúc này kim quang mặt ngoài thoáng ảm đạm đi rất nhiều. Hắc quang trên thân nó cũng mơ hồ lúc có lúc không. Mờ nhạt vô cùng. Một kích vừa rồi tựa hồ đã khiến cho uy năng của nó hao tổn gần như không còn. Hàng lập sớm trợn mắt há mồm chứng kiến hết thảy. Bất quá hắn không phải là người tầm thường. Ngay khi cái đầu của người điếm chủ kia hóa thành huyết quang bỏ chạy, thì hắn cũng đem tâm thần thu liễm, cơ hồ không cần suy nghĩ mà cười dài một tiếng. Tàn nhẫn kim sắc cùng hơn ngàn phải kim trùng đột nhiên quỷ dị biến mất, mà hình thể hắn trong nháy mắt cuồng trướng gấp trăm lần, lại lần nữa hóa thành kim sắc cử viên. Ngoài thân cử viên chớp lóe kim quang, sau một tiếng vù liền biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, thân hình khổng lồ của nó lại xuất hiện cách đó ngoài trăm trượng, vừa lúc chặn đầu huyết quang kia, không chút khách khí đánh ra một quyền. Quyền còn chưa đánh trúng huyết quang, nhưng một cổ vô hình cự lực đã bao phủ xuống. Nếu là tu sĩ bình thường bị chịu cái cự lực này thì chỉ sợ toàn thân sớm đã vô pháp nhúc nhích. Nhưng đạo huyết quang chỉ hạ thấp một chút liền tránh thoát khỏi cái cổ cự lực đó. Không ngờ thoát ra ngoài hơn 30 trượng. Tiếp theo một tiếng kinh nộ cực kỳ chói tai từ trong huyết quang truyền ra cùng với động quang chợt tắt. Một đạo nhân ảnh hiện ra trong huyết quang chính là ngư điếm chủ kia. Bất quá lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt dị thường khí tức và linh lực ở trên người rõ ràng đã yếu đi hơn non nữa sợ rằng tu vi hợp thể sơ kỳ đã có dấu hiệu bất ổn rồi các hạ thật sự muốn đuổi tận giết tụi sao nếu đã như vậy thì lão phu đành phải dứt bỏ mấy vạn năm khổ tu liệu mãn cùng ngươi hai mắt của người điếm chủ ẩn ẩn huyết quang thần tình hỗn hển nói vừa dứt lời ngoài thân hắn chớp lóe huyết quang liền hóa thành một con huyết sắc khổng tước lớn hơn 10 trượng hai cánh vỗ đều tương trận huyết tinh chi khí cuồn quyển mà ra thành thế so với lúc trước càng thêm kinh người. Hàng lập thấy thế thì thoáng rùng mình, ánh mắt không khỏi lướt qua về phía đệ hồn ở xa xa. Kết quả con thú này đang ở tại chỗ vui vẻ đem một khối tinh hạch cỡ đầu người chơi đùa, căn bản là không có ý tứ tới giúp hắn. Hắn âm thầm dụng thần niệm thôi động vài lần, nhưng không chút hiệu quả. Đề hồn sau khi biến thành quỷ vật cắn nút ngủ sắc lôi quan này, tựa hồ mất đi hứng thú với người điếm chủ. Hàng lập thấy vậy thì thầm cười khổ một phen, ánh mắt chợt thu liễm, sắc mặt lại trở nên lãnh khốc vô cùng. Cự viên đột nhiên dương hai cánh tay lên trống to một tiếng, hai đại thủ liền phiên chuyển, hai luồng linh quang chói mắt đột nhiên xuất hiện, hai tòa tiểu sơn tầm mười trượng liền xuất hiện trong hai bàn tay to lớn, lồng lá xù xì. Hai cánh tay của cự viên đột nhiên chợt lóe ra một vòng kim quang to lớn, tiếp theo chợt vung ra, lại đem hai tòa cực sơn như một loại ám khí ném ra ngoài. Hai tòa tiểu sơn mới vừa rời tay liền ông minh một tiếng rồi trướng lớn lên mấy lần Hóa thành cự sơn cao tới 450 trượng Rồi chợt lóe lên một cái liền xuất hiện ngay tại trên đầu huyết sắc khổng tước Phát ra âm thanh đùng đùng Điên cuồng đập xuống phía dưới Cực sơn chưa thực sự hạ xuống Hư không gần đó đã vang lên những tiếng chói tai Do bộc phát ra từng vòng sóng dao động vô hình Nhất thời làm cho người ta có cảm giác sợ hãi đến ngạt thở Cực sơn trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống huyết sắc khổng tước trong lòng kinh hãi nhưng vẫn chưa thực sự quá lo lắng chỉ là theo phản xạ dường hai cái cánh hướng lên không trung cuồng vỗ vài cái một vần quan hà mờ ảo hóa thành một cơn lốc phóng lên cao không ngờ hắn dự định đón đỡ cái cự sơn do hàng lập biến thân thành cự viên dùng thần lực ném tới cơn lốc huyết quang này có lẽ so về mặt huyền ảo biến hóa không bằng ngũ sắc thần quang nhưng bên trong lại ẩn giấu tình huyết khí ác độc vô cùng chuyên dùng để làm ô uế các loại bảo vật của linh tính Mặc cho bảo vật uy năng lớn cỡ nào, nhưng nếu bị huyết quang quấn lấy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Có điều ngươi đếm chủ vạn lần không ngờ, phương pháp luyện chế ra hai cái tòa cự sơn này không phải xuất từ linh giới, mà là ở chân thiên giới, thậm chí cái tên nguyên hợp ngũ cực sơn tiến tâm rất lừng lẫy. Hai tòa cực sơn công kích cùng một lúc thành thế rất là kinh người, với lại được thần lực mạnh mẽ của cự viên nên tạo ra một cự lực thật là kinh khủng. Thanh hắc, hai tòa cự sơn vừa bị huyết sắc hào quang cuốn đến, chỉ nghe đến phốc phốc hai tiếng linh quang chợt chối lòa rồi đem hào quang nhẹ nhàng xé rách phản phước như giấy vụn yeah. người điếm chủ chợt kinh hãi thất thanh kêu lên thân hình huyết khổng tước mới vội khẽ động kích bắn ra muốn né tránh hai cái cự sơn đang công kích trên đỉnh đầu nhưng hai tòa cự sơn bao phủ tới phạm vi hơn trăm trượng ở phía dưới sao có thể né tránh thế công hung mảnh như thế được ngay tức khắc tòa núi màu đen mang theo một đạo cự lực mạnh mẽ đánh xuống trong mắt huyết khổng tước lộ rõ vẻ hoảng sợ nhưng rơi vào đường cùng chỉ có thể cắn răng hé miệng phun ra một bức họa bức họa mới vừa xuất hiện lập tức mở ra trong bức họa lập tức phát ra hàng vạn tia sáng hư ảnh một tòa lầu cát đại điện ngũ sắc hiện ra mỗi một tòa đều diễm lệ dị thường trông rất là sống động nếu ngưng thần nhìn kỹ sẽ khiến cho người ta có cảm giác thâm thúy thần bí dị thường hư ảnh lầu cát liên kết cùng nhau hình thành một quần sáng ngũ sắc bao bọc huyết khổng tước ở trong đó hư ảnh vừa hiện khiến cho không gian vặn vẹo dao động kịch liệt xem ra cái bức họa này đúng là một bảo vật không gian cực kỳ hiếm thấy người điếm chủ dựa vào bảo vật không gian này chống lại nguy hiểm trước mắt do hai tòa cự sơn uy mãnh tạo nên cảm giác tuyệt không vấn đề gì ngay cả tòa cự sơn ẩn chứa lực lượng to lớn nhưng đối mặt với pháp tắc biến hóa không gian huyền diệu tự nhiên không đáng nhắc đến đương nhiên vì để ngừa vạn nhất huyết khổng tước không chút dừng lại hai cánh xòe ra sau một khắc tưởng như có thể thoát ra khỏi hiểm cảnh này. Nhưng vào lúc này, hai tòa cự sơn đột nhiên đồng thời phát ra hào quang chói mắt, một đạo quang hà màu tro phản phất như thác nước cuồng nộ đổ xuống. Vùng vục, âm thanh như tiếng xé gió gào thét, vô số đạo kiếm khí trong suốt vô hình phô thiên cái địa hướng không tước mà bắn xuống. Ngay khi kiếm khí vô hình va chạm với cái quần sáng ngũ sắc, nhất thời một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Trong quần sáng, hư ảnh lầu các cung điện các loại dùng dập bị xé rách tán loạn hai tòa cự sơn hạ xuống phía dưới đem hư ảnh một áp mà diệt căn bản không có cách nào ngăn trở mảy may huyết sắc khổng tước chưa kịp kêu một tiếng đã bị cự sơn màu đen đập một cái thật mạnh thân thể trong nháy mắt trực tiếp bạo liệt tàn sát ngay trên trời cao từng khối huyết nhục văng khắp nơi bay vùng vục hàng lập thấy thế thì lộ ra nụ cười mỉm nhưng sau một khắc thì sắc mặt lại bỗng trầm xuống những cái khối huyết nhục của huyết khổng tước bên dưới tòa cự sơn đột nhiên rung động tiếp theo phát ra những âm thanh vù vù tất cả huyết nhục đều kích bắn về đồng nhất một chỗ hóa thành một khối cầu thịt màu máu mang vẻ cực kỳ dữ tợn chuyển động rất là nhanh từ hồ trong khoảnh khắc một lần nữa ngưng tụ ra thân thể mới trong mắt của hàng lập chợt lóe hàng quang không nói hai lời một ngón tay hướng cự sơn màu đen xa xa khẽ ngoắt một cái cự sơn tỏa ra hào quang màu xám tro đột nhiên ngưng tụ biến ảo thành nghìn vạn tia sáng chiếu xuống phía dưới trong nháy mắt liền xuyên thủng huyết sắc cậu thịt tiếp theo chợt lóe rồi biến mất khối cậu thịt còn chưa thành hình chỉ trong nháy mắt lại một lần nữa biến thành vô số khối vỡ tung tóe mà những tia sáng như những sợi tơ xám tro không chút dừng lại những huyết thịt tiếp tục biến thành một mảnh huyết vụ nhất thời không thể ngưng tụ lại rồi vù một tiếng một đoàn hư ảnh ngũ sắc từ trong huyết vụ bắn nhanh mà ra bên trong mơ hồ có một con khổng tước mỹ lệ to cỡ nắm tay chính là ngư điếm chủ vận dụng bí thuật mới may mắn giữ được tính mệnh nguyên anh của ngư điếm chủ nhưng hàng lập lúc này đang biến thân thành cự viên nào có thể để cho nó chạy mất được liền hít sâu một hơi rồi hé miệng ra bên trong ẩn chứa tiếng sấm động tiếp theo phun ra một đạo kim sắc điện hồ cỡ miệng bát kim sắc điện hồ chợt lóe rồi trực tiếp kéo dài thành vệt tới vài chục trượng cường hãn mạnh mẽ kích vào ngũ sắc hư ảnh một tiếng sát truyền ra khổng tước chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi hóa thành tro tàn chừng chính từ nay về sau tiêu thất hoàn toàn trên thế gian lúc này kim sắc cử viên dương tay gầm nhẹ phấn khích hai tay nắm lại ra sức vỗ ngực trong kim quang thể hình cấp tốc thu nhỏ lại trong khoảnh khắc một lần nữa biến thành hình người Hàng lập khôi phục lại nguyên hình thì thở dài một hơi, ánh mắt liếc mắt về huyết vụ phía dưới, Cưng nhắc một chút rồi bỗng nhẹ nhàng vẫy tay. Nhất thời hai cái nhẫn trữ vật, một màu vàng, một màu bạc từ trong đó bắn ra, chớp động một cái liền hiện ra trong bàn tay của hắn. Hàng lập quan sát hai cái túi trữ vật này trong tay một cái, linh quang chợt lóe rồi tiêu thức không thấy. Hắn lại nhìn cái khối huyết vụ phía dưới đang phập phù trôi nổi, trong mắt chớp động tia sáng kỳ lạ. Tay áo bào bỗng phình rộng ra hướng phía dưới, phanh một tiếng ngân sắc hỏa diễm theo trong tay áo bay ra bắn tới huyết vụ hỏa diễm liền lướt qua đốt cháy huyết vụ trong khoảnh khắc huyết vụ bị ngân diễm bao phủ tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt phía dưới hình thành một biển lửa ngân sắc hàng lập khẽ nhíu hai mắt lại không chút khách khí nhấc tay hướng về phía dưới hư không một trảo nhất thời ngân diễm quay cuồng một trận liền hóa thành một con hỏa long nhằm không trung mà bay đi kết quả là toàn bộ hỏa diễm đều bị thu vào trong tay áo mà trên bàn tay hàng lập hiện thêm ra một khối dịch thể cỡ quả trứng gà mơ hồ tản ra ngũ sắc hào quang hàng lập nhìn cái khối dịch thể này trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ chỉ mới tu luyện một chút đơn giản vậy thôi mà đã thu được chân huyết tinh thuần cỡ này rồi quả nhiên không phải là tu sĩ ngũ quan tộc tầm thường mà so với độ tinh thuần thì rất có khả năng kẻ này là hậu tộc chính thống của ngũ sắc khổng tước rồi lẽ nào hắn có quan hệ sâu xa với ngũ sắc khổng tước sao thôi được rồi kệ nó đi lại lịch thiện như thế nào cũng không có quan trọng nữa rồi vẻ mặt của hàng lập nghi hoặc thì thào hai câu cuối cùng đành lắc đầu thở dài tiếp theo một tay lật chuyển lấy ra một cái bình nhỏ đỏ tươi hướng về dịch đoàn trong tay trong miệng nói lẩm bẩm nhất thời cái bình nhỏ rung lên phun ra một đạo bạch sắc quang hà đem cái dịch đoàn hút vào trong không còn chừa một giọt linh quang chợt lóe hàng lập thu cái bình nhỏ lại tiếp theo một bàn tay bấm pháp quyết đem hai cái tòa cực sơn cũng thu lại quay về thông qua trận đánh vừa rồi lấy uy năng đáng sợ của cực sơn phối hợp với biến thân của sơn nhà cự viên có thần lực thông thiên đã tạo thành một đoàn sát thủ khác của hắn nếu có thể tiếp tục luyện chế hai cái tòa cực sơn thì tin rằng khi đối địch giống như cỡ này thì độ đáng sợ của cái đoàn sát thủ này sẽ tăng thêm gấp bội ngoài thân của hàng lập chợt lóe thanh quang người nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ sau một khắc địa hồn ở phía xa xa vẫn giữ nguyên bộ dáng cự quỷ không gian phía trước mặt nó khẽ vặn vẹo Hàng lập không một tiếng động xuất hiện rồi ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát nó Trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp Hắn vốn đoán đề hồn sau khi biến thân Thì có thần thông to lớn không thể tưởng tượng Nhưng con thú này có thể diệt sát cự cầm hai đầu của tu vi đại thừa kỳ Điều này làm cho hắn khiếp sợ một hồi lâu không nói được gì Đề hồn không phải là chỉ khắc chế mỗi âm hồn ma vật thôi sao Hơn nữa mấy ngày trước Hắn đã kiểm tra qua tình hình của con thú này ở trong linh thú hoàng Rõ ràng không chút dấu hiệu thức tỉnh kết quả vừa thấy quái cầm hai đầu hiện thân thì lập tức hưng phấn tự tiện chạy ra hắn vừa mừng rỡ đồng thời cũng giật mình đệ hùng thú lần này thức tỉnh tâm thần liên hệ cùng hắn trở nên như có như không tựa hồ hơn phần nữa mất đi khống chế đối với con thú này điều này khiến cho hắn lo lắng nhíu mày nhất thời không biết xử trí ra sao với con đệ hùng này dù sao đệ hùng vừa mới biểu hiện thần thông khiến trong lòng hắn giờ còn đang kinh hãi mà đúng lúc này đệ hùng đang thưởng thức lôi thú tinh thạch ở trong tay đột nhiên đem ném lên không rồi hé miệng ra rồi lập bập đem tinh hạch cắn nuốt vào trong bụng sau đó mới cúi đầu nhìn phía hàng lập đôi mắt đỏ tươi nhẹ nhẹ chớp động dị quan chủ nhân chẳng lẽ có lo lắng gì hả đi hồn đột nhiên ông ông mở miệng hỏi lo lắng ta vì sao phải lo lắng chứ người đã khai mở linh trí hoàn toàn rồi hả hàng lập thầm trùng mình nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc nói <laughs> đi xác đúng là thêm rất nhiều cái mới nữa nha à. Bao qua chủ nhân hạ tất phải giấu giếm làm gì chứ Liên hệ giữa ta cùng chủ nhân biến mất Cái đó ta có thể cảm giác được mà Đề hùng nhếch miệng nở nụ cười Thêm nhiều cái mới sao Là như thế nào vậy Cho rằng như vậy đi Rốt cuộc bây giờ ngươi là cái gì vậy Có thực sự như bọn họ đã nói không Hình thú hả Hàng lập nghe xong đề hùng thú nói Đầu tiên là ngẩn ra Lập tức khóe miệng co quắp một chút rồi cười khổ cái này ta cũng không biết rõ nữa Lúc vừa mới tỉnh ngủ Trong đầu tựa như biết thêm rất nhiều đồ vật Ta có mấy phần giống như hình thú mà bọn họ đã nói Nhưng tựa hồ lại có chút bất đồng Nhưng có một điểm ta có thể khẳng định là Chủ nhân không cần lo lắng cái gì cả Sợ rằng ta phải lập tức phải ly khai linh giới này rồi Đi hồn thở dài một hơi Nói lời khiến cho hàng lập biến sắc đời giới này là ý gì Chẳng lẽ chính là Hàng lập trợn tròn mắt Kinh nghi bất định hỏi chủ nhận đoán không sai đâu vốn là lúc ở ma kim sơn mạch á sau khi thu phải một tia thần niệm của thiên ngoại ma quân thì bên trong nội thể ta đã có biến hóa lòng trời lỡ đất rồi mơ hồ cảm ứng được cái sự hấp dẫn của một giới diện khác nữa cho nên chỉ đành ngủ dài không dậy ở trong linh thú hoàng tránh rơi vào kết quả không thể kiểm soát nổi mà mới vừa rồi á ta bị cựu cầm do lôi thú biến thành thức tỉnh không thể khống chế đem thiên lôi chi lực thu nạp vào thể nội lúc này thân thể ta đã hoàn toàn bị thiên địa lực lượng ở giới diện này bài xích rồi sợ rằng trong khoảng khắc nữa sẽ phải đến chân tiên giới trong truyền thuyết rồi. Địa Hùng lẩm bẩm nói, thần sắc cũng có chút hoảng hốt. Chân tiên giới, ngươi khẳng định lần này gọi ngươi chính là chân tiên giới chi lực hả? Hàng Lập ngay người một lúc thì khóe miệng vừa động không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn ca mạo của tử nhất sinh nguy hiểm tu luyện đến nay, chẳng phải là mong một ngày kia phi thăng thiên giới chân chính có thể trường thọ cùng thiên địa hay sao? nhưng khoảng cách hiện tại tới mục tiêu vẫn còn xa xôi không hẹn, trong khi đệ hùng thú không cần tốn bao nhiêu tâm sức có thể vượt trên chủ nhân rồi. điều này khiến cho trong đầu hắn là một vùng hỗn loạn, mơ hồ mấy phần cảm giác muốn thổ huyết, hơn nữa còn có chút hoài nghi. mặc dù ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thật sự là ta cảm giác được tiên giới lực lượng dẫn dắt ta, trong đầu nghĩ ra nhiều thứ cũng không ít thứ liên quan đến chân tiên giới nữa. đệ hùng thú thành thật trả lời nếu người biết chuyện tình ở nơi chân thiên giới có thể nói cho ta một chút không vậy Hàng lập vừa nghe lời này tâm động như lửa nóng chủ nhân đã muốn biết thì ta nói một chút tự nhiên cũng không sao đâu à, không ổn không, không còn kịp rồi đề hồn đầu tiên là gật đầu đáp ứng nhưng sau một khắc bỗng nhiên thất thanh la lên vừa dứt lời thì bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng muộn hưởng ở một chỗ trên cao sương mù dao động rồi tản ra một vùng ngũ sắc quan hà lóe lên hào quang rực rỡ chói mắt vừa quay tròn vừa hạ xuống hình thành một khối quang cầu hình dáng như một con mắt rất lớn cỡ một gian phòng ốc chỉ thấy đồng tử bên trong mắt trông suốt như máu chớp động hào quang yêu dị con mắt quỷ dị này vừa thoáng giật thì đồng tử ở trong con mắt nhìn thẳng vào đệ hồn thú ở phía dưới một luồng khí tức khủng bố như muốn diệt cả thế gian thoáng chốc từ trên trời hạ xuống hàng lập chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh thân hình tê rần ngay cả một ngón tay cũng không thể mảy may nhúc nhích được đây không phải xét về phương diện pháp lực cách xa nhau, căn bản là chính một cảnh giới ở trên tuyệt đối áp chế phía dưới. Con mắt quỷ dị tựa hồ chỉ cần một ý niệm liền đủ để khiến cho hắn hồn phi phách tán. Sắc mặt của hàng lập trở nên dị thường khó coi. Cái thứ cảm giác sinh mệnh bản thân hoàn toàn nằm trong tay kẻ khác, không biết bao nhiêu năm hắn còn chưa có cảm nhận được. Chính là cảm giác vô lực khi xưa, đứa đồng tử ngây thơ đối mặt với mặt đại phu. Đề hồn thú bị con mắt khi nhìn chăm chú thì cơ thể rung rẩy cũng dần đổ mồ hôi đầy đầu một cánh tay khẽ rung dơ lên nhưng chỉ nâng lên một nửa cuối cùng yếu đuối buông thõng xuống con mắt rất lớn kia thấy cảnh này thì lộ ra một tia châm biếm nhưng cách hóa đồng thời không trung truyền ra một trận thanh âm phạm âm quỷ dị tiếp theo con mắt tựa hồ nháy một cái lập tức phun xuống một cột sáng huyết sắc thô to vô cùng phốc một cái để hùng thú bị cột sáng huyết sắc chiếu vào thân hình vô hình bị chấn nhiếp kéo lên trong nháy mắt đã tới cao hơn ngàn trượng ở trên trời. Hàng lập tuy không thể nhúc nhích, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn đề hồn ở trong cột sáng một cái. Ánh mắt hắn ẩn chứa sự dị thường phức tạp. Cuối cùng đề hồn chợt lóe nhập vào trong con mắt ngũ sắc cực lớn kia. Tiếng phạm âm chợt dừng lại, con mắt chậm rãi khép lại. Sau một tiếng nổ thì biến mất không thấy tại không trung. Sương mù mơ hồ lần nữa cuồn cuộn kéo lại, cả không trung lại khôi phục như lúc ban đầu. Khi con mắt ngũ sắc biến mất, thì khí tức khủng bố khiến cho người ta run sợ cũng đồng thời tiêu thất không còn. Hàng Lập được khôi phục tự do nhưng vẫn đứng bất động tại chỗ, bộ dáng nhìn trời cao còn có chút run sợ. Không biết bao lâu sau, một tiếng thở dài truyền ra, Hàng Lập vẫn cúi đầu, trên mặt ẩn chứa một tia cô tịch. Đề hồn bắt đầu đi theo hắn từ loạn tinh hải cho đến nay đã phi thăng linh giới, trong đó không biết bao nhiêu lần đã cứu sinh mệnh của hắn, hiện giờ chỉ cách một chút mà lại đến tiên giới, nơi đó họa phúc còn không biết bảo hắn không chút lo lắng là không thể. Con mắt thật lớn kia rõ ràng là thiên giới chi vật, ở trước mặt nó hắn chỉ như là một con kiến hôi, không mảy may có năng lực kháng cự nên đành trơ mắt mà nhìn. Cũng may xem bộ dáng trấn định của đệ hùng lúc gần đi, xem ra ở chân thiên giới hơn phân nửa là không quá nguy hiểm. Nếu về sau hắn có thể phi thăng, đương nhiên có thể gặp lại nó. Duy nhất tiếc núi chính là nó phi thăng quá nhanh, không kịp đề cập cho hắn một số sự tình ở chân thiên giới. Nếu không về sau khi độ kiếp phi thăng, nói không chừng sẽ hữu ích đối với hắn. Bỗng nhiên thần sắc của hàng lập vừa động, ngẩng đầu nhìn một hướng khác ở trong hư không. Chỉ thấy trên không trung chợt lóe kim quang nhàn nhạt, một đạo kinh hồng kim sắc kích xuất mà đến, đụng tóc cực nhanh, mấy cái chớp động đã tới trước mặt của hàng lập. Trong mắt của hàng lập hơi co rụt lại, thấy rõ người ở trong đụng quang thì trên mặt lộ nụ cười mỉm. Đụng quang chợt tắt, trước mặt hiện ra một tuyệt sắc nữ tử thân hình nổi bật, da thịt trắng như tuyết. Nguyên cô nương, nhiều năm không gặp, vẫn mạnh khỏe chứ Hàng lập hai tay ôm quyền hỏi Hàng huynh, quả thiệt là ngươi Nguyên giao mặc bộ cung trang lục sắc Vừa thấy hàng lập thì không khỏi vui mừng ra mặt Thần niệm của hàng lập đảo qua trên người nàng Thấy rõ tu vi đối phương Thì trong mắt cũng hiện ra tia ngạc nhiên Nguyên cô nương đã tới cảnh giới luyện hư hậu kỳ rồi hả Xem ra thanh nguyên tử tiền bối á, Thật không tiếc hao tổn tâm lực mà bồi dưỡng đầu hữu rồi Ha! Nhi chẳng những là đồ đệ của lão phu mà mới đây không lâu đã bái tới làm nghĩa phụ rồi. Thanh mẫu sao có thể lại vô tâm vậy được chứ? Đột nhiên thanh âm của một nam tử hừ lạnh một tiếng truyền đến. Tiếp theo bỗng một đạo thanh quang từ trong tay áo nguyên dao bay ra, xoay vòng một cái hóa thành một tiểu nhân màu xanh mờ nhạt. Tiểu gia hỏa này mặc một bộ áo bầu tro, lưng đeo một thanh tiểu kiếm màu lục ánh, bất quá thân hình chỉ cao một tấc, trên khuôn mặt bình thường là bộ râu dài, chính là thanh nguyên tử thu nhỏ lại nhiều lần. Nguyên anh cố hình. Hàng lập vừa thấy tiểu nhân này thì không khỏi sửng sốt kêu một tiếng. Sao vậy? Nguyên anh lão phu sốt khiếu lại khiến cho ngư giật mình giống vậy hả? À, ha à, à, thiếu chút nữa ta quên. à, <laughs> tu nhiên cho tới đại thù kỳ, á, nếu mà Nguyên anh ly thể trong thời gian dài thật sự là rất nguy hiểm đó. Bất quá lão phu đã tiến vào đại thù kỳ không biết bao nhiêu năm rồi, Nguyên Anh luyện đến được cấu hình như mức này Đối với lão phu mà nói thì thân thể không hẳn là không thể thiếu Giờ điểm này đợi khi ngươi tiến giai đại thừa kỳ tưởng nhân sẽ hiểu thôi Hú hồ theo nhau như đến đây Bất quá chỉ là một con Nguyên Anh ở trong tam đại quá thân của ta mà thôi Thanh Nguyên Tử cười hăng hát rồi nói Thì bối pháp lực thông thiên, giả bối vô cùng bội phục Hàng lập khẽ khơm người thành tâm nói Chúng thủ đoạn này của ta không tính là cái gì cả nhưng bất quá hàng tiểu tử ngươi mới có mấy trăm năm không gặp thôi đã tiến giai hợp thế kỳ rồi. Tốc độ cực nhanh nha, đến cái lão phu năm đó cũng theo sau không kịp nữa. Xem ra những năm nay tạo quá của ngươi thật sự là không phải là nhỏ rồi nha. Tiểu nhân màu xanh nhíu hai mắt, tựa cười mà không phải cười nói một câu. Tiền bối quá khen rồi, đây cũng là giảng bối của chút cơ duyên mà thôi, nào dám cùng so với tiền bối năm đó chứ. Hàng lập tự nhiên khiêm tốn nói một câu. Có thể ngày không trong lòng lão phu còn không cân nhắc được khi sao chứ Mà qua lúc trước khi tới đây Người đã tranh đấu cùng người khác Hơn nữa nơi này lưu lại khí tức tựa hồ thập phần cổ quay được à Ánh mắt của thanh nguyên tử đảo qua một vòng Khẽ câu mày hỏi Hàng lập nghe lời này Trong lòng vừa động cũng có chút ngoại ý muốn Lúc trước con mắt ngủ sắc chiếu xuống khí tức đáng sợ Theo lý cho dù cách rất xa Thì với thần thông của thanh nguyên tử Cũng có thể trực tiếp cảm ứng được một chút Nhưng hiện tại nói ra câu này Chẳng lẽ khi con mắt phát ra khí tức đã thi triển thêm thần thông nào đó, đem khí tức bao phủ trong phạm vi nhất định, không thoát ra ngoài chút nào? Nếu như thế thì con mắt ngủ sắc so với suy đoán còn đáng sợ hơn vài phần. Hàng lập trong lòng nghĩ như thế nhưng nhẹ nhàng bưng quơ trả lời. À cũng không có gì đâu, khi giảng bối truyền tống cũng có một thù gia thuận thế tiến vào. Bước qua khi vừa rồi ta đã giải quyết hắn rồi, thù gia này xuất thân kỳ lạ nên lưu lại khí tức cũng có chút khác lạ đó. Thì ra là vậy ha, là lão phu đa tâm rồi, À, Thôi được rồi Đây không phải là nơi nói chuyện đâu Hàng đạo Hú cùng giao nhi về chỗ của ta đi Lần này địa điểm ngươi tiếng vào có chút sai lệch Cách chỗ ở của ta lộ trình khoảng nửa ngày lắm Nếu không phải chùa dịp ta mang giao nhi đi ra thử nghiệm một loại bí thuật đó, Thì sẽ không nhanh như vậy mà tới đây gặp được ngươi đâu Thanh nguyên tử như có thâm ý liếc mắt nhìn hàng lập một cái liền thản nhiên nói Tiếp theo cũng không chờ cho hàng lập đáp lời Mà thanh quan chợt lóe Tiểu nhân hóa thành một đạo thanh hồng Hướng về phía xa phá không mà đi Hàng lập thấy vậy cũng nhếch miệng đáp ứng một tiếng, thao túng đụng quang theo sau. Nguyên Giao lại cười dài, cũng hóa thành một đạo kinh hồng, Sống vai cùng Hàng lập bay đi. Hàng huynh, ta còn nghĩ một thời gian nữa huynh mới trở lại đây. Dù sao những tài liệu mà nghĩa phụ muốn huynh thu thập đều là những dược phẩm hãn hữu thế gian khó tìm. Nguyên Giao vừa bay vừa nhẹ giọng truyền âm. <laughs> Người cô nương sao dám khẳng định là ta chưa thu thập đầy đủ tài liệu mà cương tiện bối cần nên mới trở lại cái giới này chứ? Nói không chừng ta đến là có sự tình khác rồi sao? Hàng lập khẽ cười, truyền âm đáp lời. <laughs> Người khác thì không biết, nhưng tính tình của Hàng Huynh thì tiểu mộ hiểu rõ một phần. Nếu không đủ chỗ tốt thì Hàng Huynh tuyệt không phí sức trở lại đây. Mà thứ ở nơi này có thể khiến cho đạo hữu coi trọng, hơn phân nữa chỉ là Minh Hà Thần Nhũ rất có tác dụng đối với Hàng Huynh. Nguyên giao thản nhiên cười, khuôn mặt kiều diễm như hoa. <laughs> Thiên tử thật là hiểu rõ không ít gì tính của Hàng Mổ nữa nha. Lần này trở lại tại Hạ thật đúng là vì Minh Hà Thần Nhũ đó. Hàng lập trầm mặt một thoáng liền cười khổ một tiếng rồi trả lời Hàng huynh nếu chỉ vì thế mà đến Thì chị e là sẽ gặp một chút trắc trở rồi Nguyên giao khẽ thở dài một hơi Trả lời yếu ớt Nguyên cô nương Lời này là có ý gì vậy Chẳng lẽ Khương tiền Bố đã đổi ý hả Hàng lập nghe xong trong lòng cả kinh Nghĩa phụ có thân phận ra sao chứ Chuyện đáp ứng lúc trước tự nhiên sẽ không đổi đâu Chỉ là trong chuyện này có chút bất ngờ Ngay cả lão nhân gia cũng không thể kiểm soát được nữa khi nào về tới động phủ nghĩa phụ sẽ tự nhiên thuộc lại rõ ràng thôi lúc này tiểu muội quả thực là không dám nhiều lời bất quá hàng huynh cũng không cần lo lắng đâu việc này cũng không phải là không thể thương lượng được khẩu khí của nguyên giao hơi biến đổi thâm ý sâu sắc nói hàng lập ngay đến đây trong lòng vẫn không hiểu ra sao cả chỉ gật gật đầu ở trong đụng quan trầm ngâm không nói lời nào nguyên giao biết hàng lập đang cân nhắc lại lời nói của mình thì cũng thức thời im lặng không quấy rầy về sau mỉm cười làm bạn một bên mà thanh nguyên cử thì một mực phi hành ở phía trước thủy chung đều không có quay đầu lại vì thế ba đạo động quang một trước hai sau trong khoảnh khắc liền biến mất tại chân trời địa điểm nơi hàng lập cùng người điếm chủ tranh đấu lúc trước thoáng cái trở nên yên ắng trở lại hơn nửa ngày sau rốt cuộc ba người cũng về tới động phủ của thanh nguyên tử hàng lập lẳng lặng theo sau cùng tiến nhập động phủ cũng tới cái đại sảnh lúc trước mơ hồ còn có vài phần quen thuộc lúc này thanh sắc tiểu nhân thoáng duỗi thân người ngoài thân đột nhiên chợt lóe thanh quang bỗng biến thành một người với kích cỡ bình thường sau đó thản nhiên ngồi xuống tại vị trí chủ tọa hướng sang hàng lập thản nhiên nói ở hiện tại ngươi cũng đã là tu sĩ hợp thể kỳ rồi cũng không cần phải quá cầu thúc trước mặt ta làm gì cả ngồi xuống đi đa tại tiền bối yêu ái hàng lập không dám chậm trễ sau khi thi lễ một cái liền chậm rãi ngồi xuống về phần nguyên giao thì chỉ thấy thân hình nữ tử này thoáng lên một cái liền nhẹ nhàng đứng ở phía sau lưng thanh nguyên tử Lúc này một bạch y nữ tử khác đang bưng mấy chung linh trà nhẹ nhàng đi lên, đem một chung đặt ở trước mặt Hàng Lập rồi cười dài nói. <cười> Bái kiến Hàng Huynh, không ngờ Hàng Huynh đã phản hồi nơi này nhanh như vậy đó. Nữ tử này chính là Nghiên Lệ. Thì ra là Nghiên Tiên Tử hả? Đã nhiều năm không gặp, phong thái của Tiên Tử vẫn như xưa. Hàng Lập nhìn thoáng qua Nghiên Lệ, mỉm cười đáp. Thiếu muội là bán quỷ chi thân rồi, dung nhan tự nhiên không có gì biến hóa cả. Ô, xem ra tu vi của hàng đạo hữu tự hồ càng cao thâm hơn trước sao tiểu mũi không nhìn ra được chút nào vậy chẳng lẽ hàng huynh đã tiến giai hợp thế kỳ có thể nào Nghiên lệ mỉm cười đáp sau đó hai mắt cẩn thận đánh giá hàng lập đột nhiên hoa dung thất sắc hỏi một câu hiện giờ nghiêng lệ tu vi cũng đã đạt tới lượng hư sơ kỳ tuy thế nếu muốn dùng thần niệm nhìn thấu cảnh giới nông sâu của hàng lập điều này tự nhiên không thể làm được tại hạ đúng là may mắn tiến giai lên hợp thể trung kỳ rồi hàng lập thần sắc thản nhiên đáp Hợp thể kỳ còn lại là trung kỳ nữa hả? Nữ tử trước mặt hàng lập giật mình đứng tại chỗ nói Được rồi, nghiêng Lệ nè Nếu người muốn ôn chuyện cùng hàng tiểu tử Thì chờ lão phu cùng hắn bàn bạc một số chuyện tình cho xong có đã Khi đó người muốn nói bao lâu cũng được nghe chưa Thanh nguyên tử đã có chút không kiên nhẫn nói Là lệ nhi có chút thất thố rồi Nguyên lệ trước cuộc phục hồi lại tinh thần Vội vàng cung kính trả lời theo đó liền cầm một chung linh trà khác đặt lên trước mặt thanh nguyên tử sau đó đứng song song cạnh nguyên dao hàng lập nè lão phu cũng không ngờ ngư sẽ xuất hiện vào lúc này chủ nguyên anh của ta hiện giờ đang mới quan thăm ngộ một loại đại thần thông sẽ không thể chân chính đi ra gặp ngư được thanh nguyên tử bỗng nhiên hướng sang hàng lập nói một câu không dám đâu tiền bối chính là đang tu luyện tới thử các máu chốt mà có thể được gặp mặt nguyên anh hóa thân của người đã khiến cho giảng bối được sủng ái mà kính sợ rồi Hàng lập thường sắc nghiêm nghị đáp. Thấy hàng lập kính cẩn như thế, thanh nguyên tử gật gật đầu, liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Mưa lần này dùng tới pháp khí mà ta cấp cho lúc trước một lần nữa trở lại minh Hà chi đĩa này. Xem ra đã thu thập được không ít tài liệu mà ta cần rồi ha. Đại khái là khoảng bao nhiêu phần vậy? Chỉ cần ngươi có thể thu thập được bảy phần trong số đó thôi, lão phụ có thể tính là ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bẩm tiền bối, số lượng tài liệu mà giảng bối thu thập được đều để trong cái chữ vật thủ trạc này nè, thỉnh tiền bối kiểm nghiệm hàng lập không trực tiếp trả lời câu hỏi của thanh nguyên tử mà một tay khẽ lực trong tay áo bỗng trôi ra một trữ vật thủ trạc màu xanh đứng dậy dùng hai tay dâng lên <laughs> hàng đạo hữu thập phần tự tin nha khẳng định thu hoạch không có nhỏ rồi ha à, vậy để lão phu xem kỹ một lần rồi hãy đấu vậy thanh nguyên tử thấy hàng lập hành động như vậy không giận mà chợt có chút vui mừng không khách khí trảo một cái đã đem cái trữ vật thủ trạc kia cuốn vào trong tay. Vì thế để cho hàng lập đứng trước mặt, vị đại thừa kỳ này khẽ khép hai mắt lại, bắt đầu đem thần niệm đảo qua cái túi trữ vật một lượt. Thấy hành động của thanh nguyên tử như vậy, nguyên giao cùng nghiên lệ cũng không khỏi nhìn lại. Tuy hai nàng không có dụng thần niệm tra xét cái trữ vật thủ trạc, nhưng qua thần sắc của thanh nguyên tử cũng có thể đoán được cái số tài liệu bên trong có làm cho vị đại thừa kỳ này vừa lòng hay không. Còn thần sắc của hàng lập lúc này lại bình tĩnh dị thường một bộ vô cùng thông dong. Với thần niệm cường đại của thanh nguyên tử thì việc kiểm tra tài liệu không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ thấy sắc mặt vô cảm của lão, ngay sau một lát, liền có chút trúng động cùng khiếp sợ. Theo thời gian trôi đi, rốt cuộc lão lộ ra vẻ kinh hỉ. Nguyên giàu thấy vậy thì trong lòng buông lỏng, đồng thời quay đầu tò mò nhìn liếc sang hàng lập một cái. Nàng hiện thân là nghĩa nữ của thanh nguyên tử, đối với danh sách tài liệu mà lão yêu cầu với hàng lập cũng nhận biết một phần trong đó quả thực là có rất nhiều tài liệu trân quý khiến cho nàng khiếp sợ. Lúc trước tự nhiên mất thời gian dài lo lắng cho Hàng Lập không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng với vụ dáng hiện tại của Thanh Nguyên Tử mà nói, khẳng định Hàng Lập đã thu thập được hơn phân nửa số tài liệu trong danh sách rồi. Nếu không, lão sẽ không thất thú như vậy. Dù sao lúc trước giao cho Hàng Lập danh sách tài liệu kia, quả thực là không quá mong chờ hắn thu thập đủ. Chỉ là âm hy vọng vạn nhất mà thôi. Mà Thanh Nguyên Tử không thể ly khai Minh Hà Chi Địa, có thể hiểu số tài liệu này trọng yếu đến mức nào. Nghiên lệ đứng ở một bên cũng giật mình nhìn hàng lập, trong mắt mơ hồ có một tia phức tạp. Hảo, tốt lắm đó. Nhiều loại tài liệu ngay cả ta có đợi khổ nơi này tìm kiếm cũng chưa chắc thu thập đủ nữa. Không ngờ ngươi có thể thu thập được đủ thập phần luôn. Việc này quá thật khiến cho lão phu ngạc nhiên đúng ra ừ, như vậy cái lần độ kiếp tới lão phu có thể nắm chắc thêm hai thành rồi. Thanh nguyên tử bỗng nhiên mở lớn hai mắt, khó nén được vẻ hưng phấn, hướng về hàng lập nói. Chừng đó tài liệu mà chỉ có thể gia tăng hai thành thôi hả? Hàng Lập nghe xong lời này thì hoảng sợ hỏi. Phải biết rằng cái số tài liệu này cơ hồ đều là thứ khó tìm ở linh giới. Trong đó còn có một số hắn thu thập được từ dược viên ở trong cấm địa ở nghiễm hàng giới. Theo hắn thậm chí còn có không ít tài liệu sớm đã tuyệt diệt ở linh giới. <laughs> hàng đạo hữu có đều không biết rồi. Tình cảnh của ta lúc này mà dùng các thủ đoạn khác để chống lại lôi kiếp căn bản không có hiệu quả những cái ngoại lực ít ỏi có thể trợ giúp được không có nhiều cả số tài liệu này có thể gia tăng hai thành đó là vượt xa mong đợi của ta rồi kìa được rồi việc này tạm thời không nấu đến nữa lúc trước lão phu đã từng đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi đem cái số tài liệu này trao đến tay cho lão phu lão phu đương nhiên sẽ đem minh hà thần nhũ tặng cho ngươi xem như là thù lao bây giờ đạo hữu còn có tính toán dùng số tài liệu này trao đổi lên minh hà thần nhũ nữa hay không nếu là đạo hữu có ý lão phu có thể dùng thứ khác giá trị tuyệt không kém làm vật trao đổi đâu Thanh nguyên tử cẩn thận thu cái trữ vật thủ trạc, sau đó liền cười rồi nói: "Thì bối hẳn là biết sự khó khăn ở trong việc tiến cấp từ hợp thế kỳ rồi, mà linh nhũ này đối với việc giảng bối tiến giai vô cùng trọng yếu, cần minh hà thần nhũ là tình thế bắt buộc rồi." Bởi vì nguyên giao lúc trước đã ám chỉ một phần, nên hàng lập vừa nghe được lời ấy trong lòng thoáng rùng mình, nhưng không chút do dự lập tức trả lời: "Ai nếu đã như vậy thì chỉ sợ phải phí một chút tay chân rồi đây." Thanh nguyên tử khẽ câu mày không từ chối mà lâm vào trầm tư, bộ dáng như đang cân nhắc cái gì đó. Tiền bối hình như có vẻ khó xử hả? Có thể nói cho giảng bối biết rốt cuộc là chuyện gì hay không vậy? Ta chứ rõ ràng là không phải trong tay tiền bối sớm đã có một chút minh hà thần nhũ rồi hay sao? Ánh mắt của hàng lập chật lóe trực tiếp hỏi cho rõ ràng. Ừ, chuyện này cũng căng lắm à. Nếu như hàng đậu hủ sớm trở lại 300 năm về trước hoặc là ba 300 năm về sau, thì lão phu cũng không phải dùng tới cái cách khó xử như vậy rồi. Đến xác là linh nhũ trong tay lão phu hiện giờ đã bị người khác mượn dụng gấp rồi Nếu là mấy trăm năm nữa thì lão phu không chừng có thể có được thêm một chút Thanh nguyên tử ho nhẹ một tiếng có chút bất đắc dĩ nói Bị người mượn đi hả? Hàng lập nghe xong lời này sắc mặt chợt biến đổi Không sai, người mượn là một vị thái thượng trưởng lão của phụ du tộc có chút giao tình với lão phu Lúc trước lão phu có thể trốn vào nơi này một phần cũng là nhờ hắn ra mặt cho nên là khi hắn đến mượn Minh Hà Thần Nhũ, Lão Phu thật không thể cự tội được. Thanh Nguyên Tử chậm rãi nói, Hàng Lập nghe xong lời này thì sắc mặt tự nhiên khó coi dị thường. bóng có Hàng Đạo Hữu yên tâm đi, nếu quả thật rất cần Minh Hà Thần Nhũ thì cũng không phải là không có biện pháp đâu. Thanh Nguyên Tử bỗng cười cười, nói thêm. Lời này của tiền bối là có dụng ý gì vậy? Còn cách khác không có được Linh Nhũ này hả? Hàng Lập lập tức tinh thần đại chứng mừng rỡ hỏi. Điều này là đương nhiên thôi, Minh Hà Thần Nhũ tuy rằng quý hiếm dị thường, mỗi lần xuất ra thì Lão Phu đều nghĩ cách chiếm được một chút. Nhưng ở chỗ này còn có tồn tại vài vị đại năng chi sĩ nữa, họ cũng mới được phân chia một phần. Trên cơ bản một nửa số Minh Hà Thần Nhũ là thuộc về phụ du tộc, số còn lại là đám người chúng ta chia nhau. Chỉ là những người này tính tình của chút quá vậy thôi, thần thông quảng đại không kém Lão Phu là bao. Tuy làm vậy cũng không có bao nhiêu người kết giao với lão phu Ta chỉ có thể tự mình bái phỏng một chuyến mới biết được Ông có thể thu được cái linh nhũ này hay không thôi Bất quá đạo hữu yên tâm đi Cho dù không thể có được cái linh nhũ này Thì ta cũng sẽ cho ngươi một cái công đạo Tuyệt không thể để cho đạo hữu phải chịu thể thầu vậy đâu Thanh Nguyên Tử thành thực nói Hết tập 329 Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio